Thay mặt V Channel, Duy Tâm xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đã xem video ngày hôm nay và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và chủ đề của video chúng ta ngày hôm nay là gì? Sẽ là một bản tin VNews với những thông tin công nghệ mới nhất, hay là một video chia sẻ về những thủ thuật công nghệ, hay là một video về review sản phẩm mới, hay là một video về chương trình khuyến mãi của hai hệ thống cửa hàng Bạch Long Mobile và Viễn Đông Mobile mà V Channel thường hay làm những video để quảng cáo cho hai hệ thống điện thoại này, đều không phải nha các bạn. Và tại sao mà hồi nãy giờ các bạn thấy trên bàn thì chỉ có điện thoại của Tâm và một cái bao đựng, cái này như cái bịch rác vậy đó. Thật ra Tâm làm cái gì cũng có lý do hết. Và tại sao cái bịch rác này nó xuất hiện trên bàn trong video này? Tại vì cái bao này đựng nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay chủ yếu Tâm làm cái video này nhằm mục đích là vui thôi, giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm nó thật sự vui nhộn mà thật sự có ích đối với những anh em mà làm về kênh, về công nghệ hay là một kênh gì đó khác thì đều sẽ phải có cho mình cái này vì nó rất là hữu ích. Đây, các bạn có thấy là trên áo Tâm là hôm nay có gì khác lạ không? Đó, có gắn một cái cục gì đó đen đen to bự trên một cái nền áo chấm bi màu trắng. Đó, đây nhân vật chính của chúng ta. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Tâm sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc micro cài áo có tên là Kunsao Lavalier. Cái này là Tâm mua ở trên Sen Đỏ, có giá là 150.000. Và đây, bên giao hàng của Sen Đỏ mới giao hàng cho Tâm hồi sáng này. Đây là đem vô đây để làm cái video giới thiệu ngay đến các bạn về cái anh này nè. Vì Tâm coi ở trên mạng á, Tâm thấy á, YouTuber ở Việt Nam hay là ở nước ngoài á, người ta bình luận bình phẩm giới thiệu review về cái anh này rất là nhiều luôn nè. Nên là Tâm mới quyết định mua. Tại vì khi mà Tâm mua cái sản phẩm nào á, Tâm cũng phải suy nghĩ rất là đắn đo rất là nhiều lần và mới quyết định mua. Cho nên là thấy nó cũng vui nhộn, cũng hay mà cũng hữu ích, cho nên là mình mới quyết định mua. Mà nó chỉ có 150 thôi, nhưng mà chỉ với 150 thôi đó mà nó đã đem lại cho bạn một cái lợi ích rất là thiết thực, một chất lượng âm thanh vô cùng trung thực, vô cùng hay và gần gũi và tự nhiên luôn, như là Tâm đang giới thiệu với các bạn là Tâm đang nói là trên cái nền âm thanh của cái mic này nè. Các bạn nghe như thế nào? Như lúc này là Tâm đang thu âm, Tâm đang quay thì Tâm sẽ không có nghe được đâu. Có thể gắn một cái tai nghe đó, nhưng mà Tâm quay clip mà Tâm gắn nữa thì nó sẽ rất là rườm rà, thì các bạn sẽ bị rối. Cho nên là Tâm chỉ nói vậy thôi, là sau khi lên clip thì các bạn sẽ coi và cảm nhận cái chất lượng âm thanh nha. Và sau đây mời các bạn cùng nghe để so sánh chất lượng âm thanh của máy quay. Tâm đang quay là máy quay hiệu số Sony, và giữa chất lượng âm thanh của cái mic này phát ra thì nó sẽ như thế nào nha. Và Tâm thử nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. V Channel xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Đó, các bạn thấy sao? Hình như là có một sự khác biệt không hề nhẹ đúng không? Nhưng mà có một điều nữa là cái anh này, anh không đi một mình được. Nếu như mà bạn gắn cái anh này lên cái máy quay thì nó sẽ cho ra một cái chất lượng âm thanh cũng khác đó, cũng tự nhiên, cũng trung thực, nhưng mà sẽ không bằng bạn gắn vào một cái thiết bị hỗ trợ vô cùng đắc lực. Và cái thiết bị này mới là cái thiết bị chính để thu tiếng của Tâm hồi nãy giờ. Nằm như này nè, nằm như này nè, nằm như này nè, như này nè, như này nè. Đó, hồi nãy giờ giấu đó, hồi nãy giờ giấu, bây giờ mới đem lên nè. Đây, các bạn phải gắn vô cái này nè, bạn phải gắn anh này vô cái này. Cái này như là một cái hệ thống thu âm đầu não, và cái này chỉ là một cái bộ phận, một cái mic nhỏ để gắn ở đây để mà thu tiếng Tâm cho nó gần, cho nó lớn, cho nó trung thực hơn thôi. Chứ thu tiếng bằng cái anh này á, thật sự mà nói, đây là cái chiếc máy ghi âm Zoom H1N. Đây là máy ghi âm chuyên nghiệp, nhưng mà nói chuyên nghiệp thì chuyên nghiệp á, nhưng mà thật sự ai mà không có biết xài cái máy này á mà thu âm trên nền của cái máy này á thì sẽ thấy cái máy này rất là ngu, rất là ngu, rất là ngu, rất ngu luôn. Vì nó rất là khó xài, nói chuyên nghiệp nhưng mà nó rất là khó xài luôn. Thiệt sự khi mới mua em này về á, xài không được, ngồi chửi hoài.
là như vậy. Và đó là lý do tại sao Thâm lại tìm kiếm cho mình một cái người anh em đi chung với nó để hỗ trợ đắc lực cho Thâm, để mà xây dựng một cái hình ảnh của V Channel ngày càng hoàn thiện hơn, hoàn chỉnh hơn, chỉnh chu hơn và đẹp đẽ hơn về cả mặt hình ảnh lẫn âm thanh lẫn ánh sáng và lẫn cái độ chỉnh chu và thanh lịch luôn khắp vũ trụ của diễn viên của V Chai đó, bạn thấy chưa. Và cái sản phẩm này nè, Lazada và Sen Đỏ nó bán cùng một giá là 150, nhưng mà nếu bạn mua bên Sen Đỏ thì bạn sẽ vẫn trả 150, trong đó là đã có trừ 36.000 tiền phí ship là Sen Đỏ hỗ trợ cho bạn, khuyến mãi cho bạn về phí ship. Còn nếu bạn mua bên Lazada nó vẫn là 150, nhưng nó sẽ lấy thêm của bạn 36.000 tiền ship. Vậy suy ra thì bạn mua bên Lazada bạn phải tốn 186.000. Vậy thì chúng ta nên mua của Sen Đỏ, không nên mua của Lazada đó. Và một cái lý do nữa tại sao mà Tâm giới thiệu cái mic này là lý do làm sao rất là mắc cười. Cái lúc mà mình coi nó ở trên mạng á, mình coi cái hình ảnh của nó ở trên mạng á, ở trên trang web Sen Đỏ mà Tâm chuẩn bị mua á, anh này rất là bé bỏng xinh xinh, hình như là chỉ bằng có một đầu ngón tay út mà thôi, nhìn rất là nhỏ gọn đẹp luôn. Mình tưởng đâu là nó nhỏ gọn đẹp thì mình đặt hàng mình mua thôi, ai mà ngờ đâu là đem về nó bự chà bá bự luôn, nó bự hơn ngón tay cái gì luôn. Các bạn đây, các bạn thấy nó nằm nguyên một cái đồ cho mày không đó. Và bên ngoài của nó còn có một cái miếng mốt để giảm nhiễu á, chụp vô nó nữa, và bên trong nó cũng bự nữa. Đây gỡ ra cho bạn coi đi, trong lúc gỡ ra thì nó sẽ bị một mặt âm thanh, các bạn nghe nè. Nó rất là to luôn, nó không có giống như là ở trên mạng quảng cáo các bạn ơi. Cho nên là các bạn á, hãy thật sự là cẩn thận, điềm tĩnh và chọn lựa kỹ càng và phù hợp khi mà các bạn muốn mua một cái sản phẩm gì đó online. Và sau cái clip của Tâm ngày hôm nay, các bạn hãy lấy Tâm làm tấm gương đây. Đó, nó chạy ra nó bự lắm luôn á, bự thật sự là bự. Nhưng mà không có sao hết, to to thôi, nhưng mà miễn chất lượng nó tốt thì mình sử dụng thôi, đâu có sao đâu đúng không? Có gì đâu. Đó, rồi bây giờ gắn vô nói tiếp. Đây. Đó, thì sau khi Tâm chia sẻ đến các bạn thì các bạn hãy thật sự cân nhắc nha. Khi mà các bạn muốn mua một món đồ gì đó qua mạng online, đừng nghĩ giá rẻ hay là giá mắc đã mua, còn tùy vào chất lượng của nó nữa. Hay là thí dụ như mà mới mốt mà các bạn có mua iPhone nè, iPad nè, MacBook nè, hay điện thoại Samsung hay bất cứ một cái sản phẩm công nghệ nào, thì hãy đến ngay với Bạch Long Mobile và Viễn Đông Mobile, hai hệ thống điện thoại chúng tôi đang có mặt trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn quan trọng về chất lượng hơn là về số lượng, nên các bạn yên tâm về những mặt hàng mà tại Viễn Đông Mobile cũng như là Bạch Long Mobile bán ra cho các bạn, vì chúng tôi lấy niềm tin của khách để làm cái niềm tin mà phát triển trong tương lai. Và chính vì lý do đó cho nên là mong là các bạn hãy tin tưởng và ủng hộ cho Bạch Long Mobile và Viễn Đông Mobile nha các bạn. Đó, nói ủng hộ thì cũng quảng cáo cho Bạch Long Mobile và Viễn Đông Mobile thôi, vì kênh này là kênh độc quyền của hệ thống Bạch Long Mobile và Viễn Đông Mobile mà, đúng không? Vậy thì bây giờ Tâm đã giới thiệu xong cái sản phẩm mic cài áo Kunsao Lavalier này rồi. Các bạn hãy yên tâm mà đặt hàng mà mua nhé. Nhưng cũng đừng quên ủng hộ cho chúng tôi V Channel cũng như là hai hệ thống cửa hàng điện thoại Bạch Long Mobile và Viễn Đông Mobile trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.